Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta có cục phương trình này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhân hai vế cho x bình phương thì nó sẽ ra như thế này. Sau đó chúng ta đặt tích phân từ 0 cho đến 1. Bây giờ chúng ta sẽ xét cục này đầu tiên. Bây giờ chúng ta sử dụng phương pháp tích phân đổi biến. Chúng ta sẽ đặt u bằng x mũ 5. Khi chúng ta đạo hàm cho hai bên thì chúng ta sẽ có 5x mũ 4 dx. Chúng ta không có số 5 ở đây thì chúng ta sẽ chia hai với cho số 5. Sau đó chúng ta đổi cận. Khi x bằng 0, chúng ta thế số 0 vào đây, thì chúng ta sẽ có u bằng 0. Khi x bằng 1, thì nó ra u bằng 1. Như vậy, cận không thay đổi. X mũ 5 là chữ u. X mũ 4 dx là du chia cho 5. Sau đó chúng ta đổi u quay ngược lại x, thì giá trị nó không thay đổi. Bây giờ chúng ta sang cục thứ hai. Thì chúng ta cũng sử dụng phương pháp tích phân đổi biến. Thì chúng ta sẽ đặt u bằng 1 trừ x mũ 4. Du sẽ bằng trừ 4x mũ 3 dx. Chúng ta không có trừ 4, chúng ta chia hai với cho trừ 4. Sau đó chúng ta đổi cận. Thì chúng ta có x bằng 0 là ở vị trí này. Chúng ta thế số 0 vào đây. Thì chúng ta sẽ có u bằng 1. Còn x bằng 1 thì u bằng 0. Như vậy, số 0 chúng ta sẽ biến đổi thành số 1. Còn số 1 chúng ta biến đổi thành số 0. Cục này biến đổi thành u. X mũ 3 dx thì chúng ta sẽ biến đổi du chia cho trừ 4. Chúng ta thấy rõ, chúng ta có dấu trừ thì chúng ta có công thức như sau. Như vậy, chúng ta sẽ đảo ngược cái cận đi thì chúng ta sẽ có là 1 chia cho 4. Tích phân từ 0 cho đến 1. Sau đó chúng ta đổi u quay ngược lại x. Như vậy chúng ta sẽ có 1 phần 4 từ 0 cho đến 1. Fx dx. Như vậy chúng ta quay lại cái bài toán ở đây. Thì chúng ta thấy rõ cái cục này nè. Thì chúng ta sẽ đổi thành cái cục vừa mới tính ở đây. Còn cái cục này á, biến đổi thành cái cục này. Như vậy, 1 phần 5 cộng 1 phần 4 ở đây. Đó chính là 9 chia cho 20. Sau đó chúng ta chia 2 với cho 9 chia 20. Là chính là 20 chia cho 9.
Bây giờ chúng ta chỉ cần tính giá trị cục này thôi là ra kết quả. Chúng ta bỏ số 1 và số 0 vào. Thì chúng ta ra đáp án. Và đây chính là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.